Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long tiết lộ bệnh tình trở nặng vì chủ quan, đau đớn đến mất ngủ không thể đi lại được. Trong video mới đây, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cho biết ông ỷ lại vào sức khỏe cộng thêm chủ quan, không uống thuốc nên bệnh tình ngày càng nặng, đến thời điểm hiện tại, nam nghệ sĩ không thể đi lại được. Vừa qua, con trai nhỏ của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long gây chú ý khi chia sẻ clip về bồ, đang nói lần này ông Hoàng Cải Lương không vui vẻ, hài hước như bình thường mà tiết lộ tình hình bệnh tật của mình. Theo đó, nam nghệ sĩ cho biết, thời gian qua vì ăn uống không cẩn thận nên bị gút, tình trạng ngày càng trở nặng. Đến hiện tại, ông không thể đi lại được. Chân tôi đang đau buốt quá nên phải ngồi ngâm nước nóng. Mấy bữa nay, tôi ăn bệ bạ nhiều quá nên chân bị gút, đau kinh khủng. Vài hôm trước, tôi ăn chay, đầu bắp chấm chao, nhưng mấy bữa sau lại ăn nhiều thịt bò, chao với thịt bò lại khiến bệnh gút lên cao, giờ đau đến không đi nổi, không chịu được, Kim Tử Long than thở. Nói xong, ông còn cho khán giả xem bàn chân sưng phù, tẩy đỏ của mình. Không biết phải làm cách nào, Kim Tử Long chỉ có thể ngâm nước muối nóng để giảm bớt cơn đau. Giải thích rõ hơn, nghệ sĩ cải lương đình đám này cho biết lượng axit uric trong máu mình tăng cao dẫn đến bệnh gút. Trước đây ông từng nhiều lần bị đau chân khi tập luyện cho các vở diễn, nhưng mức độ hiện tại nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bị đau như thế này tôi mới thương cậu năm Thanh Tòng hồi xưa bị gút. Lên sân khấu không đi nổi, lúc đó tôi không biết gì, cứ nghĩ bị gút có gì nghiêm trọng mà đi cũng không được, giờ mới biết nó đau thế nào. Bây giờ bị gút rồi tôi mới hiểu cho cậu Thanh Tòng đi không nổi, muốn cũng không đi được, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long buồn bã nói. Dặn dò đến khán giả, Kim Tử Long khuyên mọi người, khi đã bị gút cần kiêng khem cẩn thận. Thứ nhất, không được ăn lòng của bất cứ con động vật nào. Thứ hai, không được ăn trao, cực kỳ nguy hiểm. Thứ ba, không được ăn nấm. Thứ tư, ngừng toàn bộ hải sản. Thứ năm, không được uống rượu bia. Ai bị gút, không nên ăn những món này, nguy hiểm lắm. Tâm sự thêm, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long cho biết, nhiều hôm trước, ông đã bắt đầu có triệu chứng đau nhức. Tự nhiên, vì chủ quan nên nam nghệ sĩ không hút thuốc, khiến bệnh giờ đây trở nặng. Ông cảm thấy hối hận vì đã ỷ lại vào sức khỏe, nếu uống thuốc sớm hơn, có thể sẽ không đau nhiều như hiện tại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.